Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển gỗ nghiến trái phép. Tại quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, lực lượng chức năng đã bắt giữ 162 khúc gỗ nghiến nhóm 2A dạng thớt chở trên xe ô tô mang biển kiểm soát 19C16366 do Bùi Văn Thịnh, địa chỉ thường trú tại xã Liên Hoa, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng đã cố tình lái xe chạy trốn. Vụ việc thứ hai tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xe taxi biển kiểm soát 23A04424 do Hoàng Văn Dũng, trú tại tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, chở 19 khúc gỗ nghiến dạng thớt về địa phương tiêu thụ. Hiện toàn bộ số tang vật và phương tiện đang bị thu giữ để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.